Và chào các bạn. Hôm nay thì Nhật Anh đi thu hoạch mấy cái rau này nè. Mình trồng những cái rau mà mùa đông nha. Tại vì các bạn nói Nhật Anh, ô tại sao mà mấy cái rau này mình trồng á, tới mùa đông rồi mình trồng không sợ chết sao? Thật ra những cái cây này nó sống mùa đông nha quý vị. Trời lạnh nhiều khi đông đá hay là tuyết gì á, chỗ Nhật Thanh thì nó không có nhiều. Nếu mà nó có bị đông đá thì cái cây nó cũng không có sao hết trơn. Cây này là cây tần ô, quý vị thấy nè, cái thân nó mập. Khi mà mình trồng á, những cái cây tần ô á, cái thân mà nó mập như vậy nè là nó non, mà Nhật Thanh để ý mà cái thân mà nó mà nhỏ là nó dai lắm. Như cây này nè, nó non, mình lặt thử đó quý vị thấy nha, cây rớt cây nó gãy liền à. Nhưng mà khi mình thu hoạch á, mình đừng, nhiều khi á, Nhật Thanh thấy bạn Nhật Thanh á, thu hoạch á, nhổ nguyên cái cây lên luôn, rất là uổng. Tại vì cái cây này á, mình cắt ăn cũng giống như là rau muống thôi. Thì khi mình cắt á, Nhật Thanh cắt chừa một khúc khoảng nhiêu đây ở dưới gốc để cho những cái nhánh non nó mọc lên nữa. Mình cắt nè. Ham lắm quý vị, mùa này á, Nhật Thanh á, thích trồng rau lắm. Mình chỉ trồng rau, mình chỉ sợ nhất là sâu thôi. Nhưng mà nhờ á, Nhật Thanh sử dụng những cái mùi hương ngăn ngừa, mà giống như mình ngăn ngừa từ đầu á, những con bướm nó không có bay tới thì nó không có đẻ trứng trên những cái cây của mình, thì cái cây của mình nó không có sâu quý vị. Mà thường thường Nhật Thanh trồng trong chậu á, thì tình trạng ốc sên cũng có chứ không phải không nha. Có cũng không phải không đâu. Chẳng hạn như đất á, thường ở Nhật Thanh thay đất á, phân bò hay dễ có cái con ốc sên lắm. Rồi nhiều khi nó bò, trời mưa nó bò vô trong chậu mình nữa. Nhưng mà trường hợp đó ít hơn. Đây, Nhật Thanh cắt mấy cái này ngắn xuống. Cũng nào cũng lấy mập ú thấy thương luôn quý vị. Và mình trồng ký rau này á, Nhật Thanh thấy sướng lắm. Là nhiều khi á, thời tiết chỗ Nhật Thanh hiện tại nóng lạnh thất thường. Bây giờ chẳng hạn như trời nóng đi khoảng 90 mấy độ. Nhưng mà nhiều khi á, Nhật Thanh không có tưới nước luôn. Mình để 2 ngày liền mình mới tưới nước thì cái cây của mình nó cũng không có thành vấn đề luôn. Nguyên nhân á, là tại sao quý vị biết không? Mình xài cái bịch đất này nè. Nhật Thanh nhớ mình đã giới thiệu cái bịch đất này qua một lần. Tuy rằng á, người ta ghi là potting mix, nhưng mà khi á, mình mở cái bịch ra thì mình thấy nó đứt giống như là peat moss vậy đó. Mình sợ xài nhiều trong cái chậu á, thì nó không có tốt. Nhưng mà nó vẫn tốt bình thường nha quý vị. Tại vì nó có cái chất á, làm cho cái đất á, nó tơi xốp ra, nó không có dính chặt lại. Nó giống như là mình bỏ chân trâu ở trong đất vậy đó. Thì nó tạo một cái độ thoáng cho không khí đi vào trong đất. Thì á, cái này Nhật Thanh á, xài á, mình hay rải trên cái bề mặt. Bởi vậy á, sướng cái là nhiều khi Nhật Thanh bây giờ 2 ngày mới tưới nước một lần. Và nếu mà mình xiên thì mỗi ngày mình tưới. Và Nhật Thanh nó không có tưới 2 ngày một, giống như là một ngày mình tưới 2 lần nữa. Tại vì cái này nó giữ nước rất là tốt luôn. Cái bịch này mắc lắm quý vị ơi. Mình thấy trong Walmart á, họ bán tới 15-16 đồng một bịch lận. Trên eBay hay Amazon gì cũng vậy hết trơn, khá mắc. Nên quý vị mình xài Pimos thì tốt nhất.
chẳng hạn như hè vừa rồi á, giống như là quá nóng đi, nên ai mà hay trồng cây trong chậu như Nhật Thanh á, thì mình nên trộn humus chung với đất, giống như là ba phần đất, giống như là mình có bốn phần đi, mình trộn ba phần đất nha, một phần humus ở trong đó để cho nó giữ cái độ ẩm. Mà Nhật Thanh hay xài cái này, mình để trên cái bề mặt là tại vì nó cũng tạo cái không khí, cái độ thoáng và nó giữ hơi ẩm trong đất, quý vị rất là tốt. Mình để cái này trên cái bề mặt. Mỗi lần á, Nhật Thanh gieo hạt giống thì quý vị biết rồi, mình hay giống như là rải quế rồi mình rải phân lên trước, giống như là rải phân thiên nhiên lên trước rồi Nhật Thanh mới gieo hạt giống. Bởi vì những cái cây con của Nhật Thanh lên á, nó rất là mạnh và nó cứng. Và mình thường á, chọn những cái loại phân, chẳng hạn như quý vị thấy nè, cái số cuối á, nó lúc nào cũng cao hơn một chút, tại vì nó sẽ làm cho những cái cây con của mình á, nó sẽ được cứng cáp. Giống như là số 11 nè, ba số, số 11, số 3, số 8. Số 11, số đầu tiên là nitrogen, số chính giữa là phosphorus và số cuối cùng á, là chất potassium. Và trong cái phân này nó có chất calcium nữa, nên nó sẽ làm cho cái cây của Nhật Thanh mới mọc lên á, nó sẽ được cứng cáp. Cái hũ này á quý vị, nó là cái phân nước mình có thể pha pha vô trong nước á, mình tưới cho rau thì rau của mình á, nó mọc rất là lẹ. Và cái này á, một tuần mình bón một lần. Và nếu mà mình pha thì 2 muỗng canh húp súp nha quý vị, 2 muỗng canh húp súp, 1 ga lông nước mình tưới cho rau. Nhưng mà Nhật Thanh thấy á, mình pha mệt quá thì mình có cái này nè, có cái này nè, hồi trước á, mình mua đó, thì mình sẽ đựng nó vô trong cái bình này, và cái này á, mình sẽ gắn vô trong cái vòi nước và mình tưới, thì cái những cái phân mình để trong đây nè, nó sẽ tan ra từ từ. Mình tưới quý vị, nó sẽ tan ra từ từ, thì mình bỏ vô trong đây. Và một cái bình này á, có thể Nhật Thanh tưới gần hết nguyên cái sân của mình luôn á. Mà ở trong đây á, cái bịch này á, trong đây họ có 3 bịch lận. Hôm qua Nhật Thanh xài hết, mình pha bằng cái thùng nước á, mình tưới hao lắm. Nhưng mà Nhật Thanh thấy gắn vô cái vòi nước như vậy á, thì nó đỡ hao nhiều hơn. Một cái hũ này Nhật Thanh mua cũng 21 đồng á, 21 đồng. Thì nó cũng giống như cái bình phân đen hồi trước Nhật Thanh giới thiệu, nó cũng tương tự như vậy. Nhưng mà đa phần á, quý vị thấy những cái con á, Nhật Thanh á, bón phân á, tại vì cái cây lúc này nè, nó yếu dữ lắm, nó hay èo uột lắm. Bởi vậy á, mình bón có chất potassium, chất kali á quý vị, với lại chất calcium là chất canxi á, nó hơi kha khá để những cây con của mình nó được cứng cáp. Và cái này xong á, khi nó lên á, Nhật Thanh á, nó cao lên như vậy nè, mình đè những cái gốc này xuống cho nó dằn cái gốc nó lại. Và khi á, nó cao lên hơn 1 gang tay như vậy á, thì Nhật Thanh rải một chút xíu đất nữa quý vị, để cho cái cây con mình nó được chắc nè. Mấy ký này Nhật Thanh á, có thể đặt cái lá ăn được rồi. Tuy rằng á, cái lá mình trồng á, nó chưa có lớn lắm, nhưng mà mình phải lặt bớt, tại vì mình không lặt á, thì mình cũng bỏ thôi, tại vì mình để lâu á thì cái lá nó cũng hư thôi. Những cái rau này á thì Nhật Thanh trồng coi, mình gieo hạt, cái này vào cuối tháng 8. Cuối tháng 8. Tính ra bây giờ là coi coi gần cuối tháng 10, là cho gần 2 tháng á quý vị. Mình gieo đợt thứ nhất bị hư, bị thời tiết làm hư, rồi xong rồi Nhật Thanh phải gieo đợt thứ hai nữa. Nè quý vị thấy mấy cái cải này nè, mình không lặt á, nó già, nó ăn nó hết ngon nè, cái thân nó.
nhìn thấy ham lắm. Nhật Thanh bây giờ mà đi ra vườn á, lặt rau á, thấy ham lắm. Mà cái lá của mình nè, quý vị thấy nè, nó không có sâu. Mùi hương á, thấy nắng này rằng á, hồi xưa giờ Nhật Thanh á, trồng rau ít sâu trong vườn lắm. Mình tỉa sơ mấy cái lá này lại. Mà thường thường á, Nhật Thanh hái rau xong như vậy á, mình hay nén cái gốc lại như vậy nè quý vị, cho nó chặt. Rồi mình dồn dồn tí xíu đất nè vô trong gốc. Mình nén đất xong mình dồn này vô. Mà cái này á, khi mà Nhật Thanh tưới phân như vậy xong á, mà mình xài cái nãy mình nói trong cái dây nước á, thì á, Nhật Thanh lúc nào cũng lấy nước á, mình rưới sơ lại. Rưới sơ lại. Mùa này là mùa cải. Bởi vậy Nhật Thanh á, mùa này mình ăn rau nhiều hơn là mùa hè nữa. Mùa hè ăn trái nhiều hơn rau. Xem là thanh nén cái gốc nó lại. Những cái lá nào á, dụng giặt á, thì mình bứt á, mình bỏ đi. Thì thanh trồng ở đây á, cái mình trồng dưới đất nữa. Này là cải thìa thân trắng phát trôi á quý vị. Nè, cái lá dụng dụng nè, mình ngắt bỏ đi. Mà thường thường quý vị, mình ngắt rau xong như vậy á, thì mỗi lần mình thu hoạch một lần như vậy á, mình bỏ cho nó một chút xíu phân để cho cái cây của mình giống như mình bứt nó bị bứt sức á, để cho nó khỏe lại. Cái lá này bự nè, thành bẻ luôn. Quý vị thấy nó cười sợ không? Nay cái Nhật Thanh đi á, mình mới thấy hai cái trái mướp sao mà nó rớt, nó nằm dưới đất vậy nè. Trời ơi, tức cười quá. Hai trái mướp mà hả? Mình hái mướp riết ra mình sợ luôn, tủ lạnh Nhật Thanh đông đá không có chỗ để luôn. Nào quý vị thấy nè, giờ trái á, nó ra nhiều lắm. Mà sao không biết, năm á, cắt hết vàng rồi chứ Nhật Thanh vẫn còn để. Tại vì mình thấy nó còn trái á quý vị. Mà quý vị biết không, mấy cái mướp này nè, nếu mà mình trồng nhiều quá rồi mình ăn không hết thì mình cắt mình đông đá. Mình để dành á, khi mà mình nấu nước súp á, mình bỏ mướp vô mình nấu, mình lấy cái nước không á, nó rất là ngọt, mình không cần phải bỏ bột ngọt ăn đó quý vị. Bột ngọt ăn quá tốt. Thì mình lấy mấy cái trái mướp này nè, mình nấu mình lấy nước, nước ngọt. Thôi Nhật Thanh xin nhân video ở đây và xin chúc cô chú anh chị các bạn có một ngày vui vẻ nha. Bye bye, bye bye mọi người nha.